Chương trình Quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả Người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Chào Ngọc Lan và chào quý vị theo dõi chương trình Người Việt TV. Hôm nay cũng sắp tới ngày Thanksgiving ở Hoa Kỳ rồi. Đây là một cái ngày lễ mà tương đối là lớn. Có thể là ngày Giáng sinh, con cái không về, những cái ngày lễ khác, như ngày lễ quân đội hay là ngày lễ chiến sĩ đằng vong. Nhưng cái ngày Thanksgiving thường thường là ngày sum họp. Và con cái cố gắng để trở về cái ngày đó để gặp gỡ cha mẹ và sum họp gia đình. Thì theo Ngọc Lan, Ngọc Lan nghĩ gì về cái Thanksgiving ở trên đất Mỹ? Và nghĩ về gì gọi là cái ngày lễ tạ ơn theo cái cách nói của người Việt Nam? Trước đây khi mà còn ở Việt Nam đó thì Ngọc Lan không hề biết đến ngày Thanksgiving hay là ngày lễ tạ ơn. Chỉ từ khi qua Mỹ thì được biết đến ngày này và biết thêm một cái truyền thống rất là hay. Và kể từ đó thì Ngọc Lan thấy trong các cái lễ hội ở Mỹ thì cái ngày lễ Thanksgiving á, thì nó lại mang một cái ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là một cái ngày mà về phía gia đình thì đó là một cái sự sum họp để tỏ lòng biết ơn. Và rộng ra nữa đó thì đó là một cái ngày để mà mình nhớ và tri ơn những người đã mà mình đã hàm ơn ở trong cuộc đời. Và Ngọc Lan nghĩ đối với bất kỳ ai thì cũng có rất là nhiều cái sự hàm ơn và biết ơn người khác. Đó là cái suy nghĩ Ngọc Lan. Thật tình cái lịch sử của ngày Thanksgiving nó rất là hay. Khi mà những người di dân từ châu Âu đến trên cái tàu Mayflower thì họ sống đến cái đất Mỹ này đó, thì hồi đó chỉ dân địa phương, chỉ có dân da đỏ thôi. Thì có lẽ khi mình tới một cái nơi thì cũng được cái người địa phương họ tiếp đón. Rồi sau đó có một cái ngày gọi là lễ tạ ơn, thì có gà Tây, có pumpkin, có những cái món ăn mà để kỷ niệm cái đó. Thì người Mỹ tổ chức ngày lễ để mà cảm ơn cái người da đỏ đã cứu mang họ. Thế nhưng mà cái chuyện trả ơn đó, đó là ngày lễ, nhưng mà sau này cái dịch sự mà quý vị theo dõi lịch sử Hoa Kỳ thì thấy người Mỹ đối với người da đỏ chẳng ra cái gì cả. Và cuối cùng người da đỏ phải coi như diệt chủng, gần như diệt chủng. Bây giờ quý vị ở những cái vùng mà Nam và Nam Mỹ này, gần Nam Mỹ thì chúng ta hình như không thấy một hình ảnh người da đỏ nào. Thì cái chuyện đó có lẽ kỳ sau chúng tôi sẽ nói đến cái sự vô ơn. Nhưng mà hôm nay nói tới chuyện có ơn thì chúng ta nghĩ rằng cái ngày này là cái ngày, nói như Ngọc Lan nói, một cái truyền thống rất đẹp của nước Mỹ là để nhắc nhở chúng ta thì biết ơn. Thì không biết là trong cuộc đời chúng ta là có bao nhiêu người đã ra ơn chúng ta. Thì theo bây giờ không đếm nổi. Không đếm nổi. Yeah. Thì bây giờ nhưng mà không nổi mà không biết người ta có nhớ nổi không hay là người ta mau quên. Thế thì bây giờ theo cuộc đời chúng ta đó, thì theo như Ngọc Lan, nhân ngày lễ tới Ngọc Lan nhớ tới ai là cái người ra ơn cho Ngọc Lan nhất? Ngọc Lan nghĩ đương nhiên đó là nghĩ về gia đình. Và trong gia đình thì nghĩ về ba mẹ. Ba má Ngọc Lan, tức là cái người đã cho mình có cái cuộc sống ngày hôm nay, thì đó là cái người mà mình nghĩ đến đầu tiên. Còn nếu như mà thêm một câu nữa, Ngọc Lan tự đặt ra luôn, đó là nếu như nói về ở nước Mỹ này, cái người mà mình cảm thấy mà Ngọc Lan mang ơn thì lại là một người Ngọc Lan không hề biết mặt. Đó là lúc mới qua thì đi làm thì vẫn nhớ là gọi điện thoại qua bên New York mời khách hàng để vào một cái đường dây, thì có hai ông bà đó lúc đó đã tới 81 tuổi mà họ nói chuyện rất là rành rọt và nói là nghe Ngọc Lan mới vô công việc cho nên muốn giúp vân vân. Từ cái điều đó mà Ngọc Lan cảm thấy có một cái gì đó nó rất là ấm áp trong những ngày đầu mình đặt chân tới Mỹ, mà đến bây giờ thì lại không nhớ tên của hai ông bà đó cũng như là không hề biết mặt hai người đó. Nhưng mà cứ mỗi lần năm đến ngày này thì lại nhớ đến cái câu chuyện đó. Thì như vậy có phải là vô ơn không? Người ta giúp mình không nhớ người ta là ai cả. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó nó cũng chuyện đời thường thôi. Có thể là có những người ra ơn mà không muốn trả ơn. Mà có chúng ta, nhiều khi chúng ta có những người ơn mà chúng ta mau quên. Chúng ta vô tình, ta nói vô ơn thì cũng hơi nặng. Nhiều chúng vô tình ta bỏ qua, nhưng mà đây cái dịp để nhắc nhở chúng ta
ơn ai. Thì cái câu mà cách đây mấy chương trình chúng tôi đã nói với Ngọc Lan là trước hết là cảm ơn cuộc đời, cảm ơn đời mỗi buổi mai thức dậy có thêm một ngày nữa để yêu thương. Thì phải nói rằng nếu đêm nay tôi không chết thì ngày mai tôi còn sống thì tôi cảm ơn cuộc đời. Và tôi còn nhìn xung quanh có một người thân yêu còn đầy đủ là cái đó đều sung sướng, phải nói cảm ơn cuộc đời. Cuộc đời này mà nói chung không biết là trời đất hay thượng đế hay là một cái vô hình nào đã tạo ra cuộc đời và tạo ra chúng ta. Người ta nói đời là bể khổ, tuy nhiên chúng ta ra đời và bây giờ tôi sống hôm nay cũng phải là ơn của rất nhiều người. Ông Tô Thủy Yên thì ông nói về thiên nhiên. Cảm ơn hoa đã vì ta mà nở, thế giới vui từ mỗi lẻ loi. Thì một đóa hoa chúng ta thượng hoàng cũng là do cái công ơn của trời đất, của tạo hóa. Cho nên chúng ta sống được cuộc đời này không thể nào là người vô ơn. Cũng như nhà thơ Luân Hoán có với hai câu là cảm ơn đất đá trổ hoa, lòng ta hạt bụi, vu vơ bám hoài. Tất cả cái cuộc đời mà chúng ta hình như là thượng đế đã dọn sẵn để cho tôi cuộc sống hôm nay là những cái gì mà gọi là ơn phước. Tôi không phải là người Thiên Chúa giáo mà nói cái dùng danh từ ơn phước của thượng đế đã ban chúng ta hôm nay. Chúng ta sống, chúng ta mạnh khỏe, chúng ta có tình thân ái, chúng ta biết thưởng thức những cái vật là quý báu, những cái món ăn tinh thần trên đời, thì cái đó là chúng ta phải mang ơn. Thì bây giờ thế này, ví dụ ngày xưa sợ gì mà tôi ngày nay còn vọ vẹ viết được vài câu văn. Thì ngày xưa tôi cũng cảm ơn Từ Lực Văn Đoàn hay nhà văn Tiền Chiếm. Ngày xưa lúc tôi nhỏ tôi thường thu cuốn sách đi học bàn để thầy giáo khỏi có trách mắng tôi, để đọc trộm những cái trang giấy đó. Và chính vì mê mẩn về văn chương cho nên sau này mình lớn lên tự nhiên mình viết được một vài câu thơ viết văn, thì phải nói là cảm ơn những người đi trước, người đã viết. Cho nên trong cái văn học, chúng ta sống thành người và thành biết suy nghĩ, chúng ta cảm ơn nhà văn, những nhà họa sĩ, những nhà nhạc sĩ đã cho tâm hồn chúng ta được phong phú, không phải là như cành củi khô mà đâm hoa nảy lộc như ngày hôm nay, là nhờ cái văn học nghệ thuật của cả một cuộc đời đi trước đã truyền lại cho cái thế hệ chúng ta hôm nay. Thì đối với chú Huy Phương thì ngoài chuyện mà chú Huy Phương cảm thấy là cảm ơn những nhà văn, nhà thơ và đặc biệt là Từ Lực Văn Đoàn từ những cái thời xa xưa, thì chú Huy Phương còn cảm thấy là cảm ơn ai, nhớ về ai nữa trong những cái thời điểm này? Bây giờ nói về cái cuộc chiến đó, thì những người lính qua đây và chúng ta qua đây, thì chúng ta sau chiến tranh tù đày mà chúng ta được như ngày hôm nay, thì phải nói là chúng ta phải nghĩ tới những người đã nằm xuống, hy sinh cho chúng ta. Ví dụ thì có một cái câu thế này: ơn ai em cũng trả xong, ơn anh canh cánh bên lòng chẳng khuây. Thì Ngọc Lam biết câu đó nói về ai không? Nó phải trừu tượng người anh đây là người anh thương phế binh. Cuộc đời chúng ta ơn nghĩa chúng ta trả được, nhưng mà cuộc đời những cái hy sinh của cho những người thương binh, cho đất nước chúng ta không hề trả được. 100 đồng, 150 đồng cho một người thương binh không phải là món nợ mà chúng ta đã sòng phẳng. Cho nên chúng ta canh cánh bên lòng là chúng ta luôn luôn cái suy nghĩ đó. Cho nên khoa học gia Nguyễn Ánh có nói rằng cái món ơn thương binh nó mới không trả nổi và không ai đòi. Vì khi cô lớn lên, trong chiến tranh cô đã thấy có những người hy sinh. Và bây giờ cô làm gì được cho để trả những món nợ đó. Dù trong tiếng nói, dù trong một hành động cử chỉ nào, để trả ơn thì cái đó người ta cũng làm. Ví dụ như là MC Thùy Dương, luật sư, thì cô gọi lại ngày xưa cô ở trong trại cấm Hồng Kông đó, thì có người đem tới cho cô một trái apple, trái pom, mình nói trái pom. Thì cái tuổi trẻ mà nhận được một trái pom là sung sướng lắm. Bây giờ cô nghĩ rằng có người cho cô cái sung sướng đó, cho nên bây giờ cô có thể cô đi làm việc thiện, cô tổ chức voice để giúp cho Philippines, cho Thái Lan, để cô trả ơn những người khác. Và tất cả những người thành danh hôm nay đều nghĩ rằng cái công ơn để cho họ được lớn lên và thành danh đất Mỹ. Họ tận tụy và họ làm việc để gọi đền ơn đáp nghĩa lại cho nước Mỹ là cái nước đã cưu mang, và cho cái dân tộc, cho dân tộc đói nghèo, toàn là dân ở Việt Nam. Cho nên những cái hành sự mà giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ đồng bào chúng ta, giúp đỡ đất nước, hay những cái hành động mà tri ân các thương binh, phế binh Việt Nam Cộng Hòa, hay nghĩ tới những người đã chết, thì đó cũng là một cái sự biết ơn của những người như chúng ta hôm nay được sống trên một đất nước tự do như Hoa Kỳ. Ngọc Lan đồng ý với chú Huy Phương ở chỗ là chúng ta sống ở đời thì mang ơn rất là nhiều.
Nhưng mà nếu như trở về riêng với lại cái ý nghĩa của ngày Thanksgiving á, thì Ngọc Lan lại nghĩ hơi khác chú Huy Phương một chút, tức là nó mang trong cái ý nghĩa là gia đình, ý nghĩa nhưng mang những ý nghĩa cá nhân nhiều hơn là mình ghi ơn về những người đã hy sinh cho mình, bởi vì mỗi năm thì có những cái ngày đó nó riêng, thì Ngọc Lan nghĩ như vậy. Chú Huy Phương thì sao? Thì đúng rồi, tại vì thế này, mình cái nhìn rộng và cái nhìn hẹp đối với gia đình thì chúng ta cũng phải mang ơn cha mẹ chúng ta, nói những lúc mà lớn lên hay những bây giờ đứa trẻ lớn lên trong thời gian mà cha chúng bị ở tù thì mẹ chúng tần tảo, phải nói rằng một mặt thì nuôi cha mẹ già, một mặt bới xách cho chồng ở trong trại tù, một mặt nuôi con, thì những cái hy sinh của người đàn bà đó rất là cao cả, nói như danh từ của Phan Việt Nam nói là vô lượng người phụ nữ Việt Nam. Cho nên những đứa con qua chiến tranh nhưng lại đi theo đến Mỹ theo gia đình cựu tù nhân thì phải biết ơn thứ nhất là người mẹ. Thứ hai là người cha. Thì thứ này không phải ai cũng đến nước Mỹ được một cách gọi là hợp pháp. Cho nên cái giấy ra trại, cái giấy mà gọi là giấy ra đi tù của người cha đó, chính đó là cái visa, cái thông hành để người cha có thể đưa tất cả những đứa con qua đây theo diện HO. Một người cha ở tù trên 3 năm, 5 năm, 10 năm, 18 năm. Và sau đó khi ông ra tù, với cái giấy đó được nước Mỹ chứng nhận là những người bị bạc đãi với chế độ Cộng sản. Cho nên họ được đi theo chương trình HO qua đây. Thì những người con ngày nay thành danh bác sĩ, kỹ sư, có một đời sống nó ấm. Không biết là có bao giờ nghĩ tới cha mình đã hy sinh 7, 10 năm ở trong tù để có được cái visa đến Mỹ không? Và mẹ mình đã trải qua những cái thời gian khốn khó. Thưa quý vị thế này, người đàn bà rất yếu đuối, cho nên sau cái thời gian 30 tháng 4, tôi biết có những người đàn bà chịu đựng không nổi cái nỗi thống khổ, cho nên rất nhiều người vợ tù đã phải tự tử. Cái đó là cái sự thật. Và những người đàn bà can đảm để sống, để mà tần tảo phụng dưỡng cha mẹ già cũng như nuôi con lớn lên để ngày hôm nay để có mặt trên đất Mỹ, là tôi phải nói rằng cái công ơn của người đàn bà Việt Nam rất là cao quý, như là đối với những gia đình mà cựu tù nhân cải tạo hôm nay có mặt tại Hoa Kỳ. Mình đang nói về đề tài về biết ơn như ngày Thanksgiving, thì chú Huy Phương có thể nói thêm một chút gì đó về ý nghĩa của ngày Thanksgiving hay là những cái gì đó mà mình sẽ làm trong ngày này không? À, nói tới Thanksgiving là nói tới cái sự tạ ơn, như là chúng tôi đã trình bày trước, trong cái mục đích của cái ngày này là nước Mỹ lập ra để mà tạ ơn những người da đỏ để cứu mang họ. Thế thì ngày xưa chúng ta có những câu ca dao mà tôi đọc lên quý vị, nhiều vị quý vị nếu là quý vị ở miền Trung, miền Bắc thì không hiểu cái này. Cái này là cái ca dao miền Bắc. Dạ ơn cái cối cái chày. Dạ ơn là tạ ơn, cái cối cái chày. Ban đêm gà gáy có mày có tao. Cảm ơn tấm ván bờ ao, ban đêm gà gáy có tao có mày. Tất nhiên là người đàn bà tần tảo trong một cái gia đình nông dân Việt Nam rất là cô đơn. Ban đêm khi mọi người trong gia đình đã yên ngủ, vận cái cối cái chày dạ gạo cho đến khi gà gáy sáng mới đi ngủ. Hay là ra cái cầu ao để vo gạo, hồi xưa là cái cầu ao là cái bếp nước, cho nên để vo gạo đó. Thì lúc đó trong nỗi cô đơn á, có ai? Có cái cối cái chày là bạn của mình. Và cái cầu tấm ván ở bờ ao, trong đêm khuya xuống, chỉ có mình với cái tấm ván thôi. Biết tri kỷ, biết tâm sự cùng ai. Và trong nỗi cô đơn đó, phải nói là cái người gần gũi với mình, với cái người đàn bà, người phụ nữ Việt Nam nông dân, là cái cối cái chày và cái tấm ván bờ ao. Nói để cảm ơn những cái vật vô tri vô giác đó, thì phải nói rằng cái tinh thần trong ca dao Việt Nam rất là hay. Cả những vật vô tri vô giác mình cũng có cái lòng cảm ơn họ. Huống gì con người đã cho ta cái điều hạnh phúc hôm nay. Ví dụ này, ngày xưa những người vượt biên đó, có nhớ rằng ai cho mình mượn một cây vàng không, hay là 5 chỉ vàng để mình đặt cọc không? Có nhớ không? Và bây giờ có nhớ những người đó ở đâu không? Thành vừa rồi, cái chuyện vừa rồi có một cái vị thuyền trưởng Đại Hàn,
khi họ cứu giúp họ dừng họ linh là không được cứu những người vượt biển. Thế nhưng mà ông can đảm nói thà cứu người vượt biển còn hơn bị thà mất chức mà cứu người biển. Thì khi ông cứu được mấy trăm người đến đem vào đất Đại Hàn thì ông bị mất chức thuyền trưởng vì ông không tuân lệnh cấp trên. Thế nhưng mà khi một người Việt Nam ở đây, mà trong kỳ sau chúng tôi sẽ nhắc lại cái tên này, tổ chức một cuộc họp mặt tất cả những người thuyền nhân ở trên cái tàu mà được ông vị sĩ quan thì Hải quân Nam Hàn cứu vớt, thì chỉ có cái người duy nhất ở đây là cái ông tổ chức mà thôi. Ngoài ra trên tàu đó không 78 người không có một ai đến đây. Họ có thể đi du lịch Hawaii, họ có thể đi cruise, nhưng cái ngày mà cái người đó tổ chức tại tòa báo người Việt cách đây mấy năm thì chỉ có ông thuyền trưởng và một cái người thôi, và tất cả những người khác cùng vượt biên nhưng mà không phải trong cái tàu đó. Còn những người trong tàu đó không ai đến hết. Thế thì chúng ta như vậy là chúng ta quá vô tình. Mà cái đó là cái cụ thể, cái một người mà đã hy sinh cái nghề nghiệp của mình, hy sinh cái tương lai mình để cứu vớt những người vượt biển ở trên biển, mặc dù họ biết rằng ngày mai họ sẽ mất chức, nhưng vì lương tâm và cái tình thương con người họ cứu vớt. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đền ơn bằng trong 78 người chỉ có một cái người tổ chức đến với họ thôi, còn ngoài ra không có ai hết. Thì chúng ta nghĩ thế nào về lòng mang ơn? Ngay cả cái cối cái chài là vật vô tri vô giác mà người nông dân còn cảm thấy làm cái vật nó gần gũi mình, nó mang ơn mình. Nó mang ơn là vì sao? Trong nỗi cô đơn đó tâm sự với ai? Chỉ cái vật vô tri vô giác đối với mình thôi, người ta còn nói lên cái nỗi lòng của mình. Mà đây một cái cụ thể là một cái người đã cứu vớt, giang tay cứu vớt mình lên tàu, được sống sót, được đến Mỹ, nhưng cuối cùng người ta mau quên. Thành ra cái ngày Thanksgiving cũng là cái ngày để chúng ta nhớ lại những ai đã ra ơn chúng ta trong suốt cuộc đời. Cho nên cái ý nghĩa của ngày này rất là hay, và chúng ta hy vọng rằng sẽ đem lại cho mình một cái suy nghĩ về những người đã ra ơn cho mình và tìm cách để đền đáp cái công ơn đó. Nói công ơn thì lớn, nhưng mà có những ơn nhỏ, ơn lớn, nhưng mà tất cả đều là cái sự ra ơn để cho chúng ta có được cái ngày hôm nay. Ngọc Lan đồng ý với chú Huy Phương, ngày Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn, là ngày để chúng ta nhớ ơn những người đã ra ơn cho chúng ta mang ơn họ. Nhưng nó cũng sẽ không phải là chúng ta phải đi tìm cho bằng được những người đó để chúng ta trả ơn, mà những cái gì chúng ta nhận được, chúng ta có thể mang cái tấm lòng đó đối với lại những người khác đang cần một cái sự giúp đỡ. Cảm ơn nhà văn Huy Phương, cảm ơn quý vị, và chúc một mùa Thanksgiving thật vui vẻ, đầm ấm. Kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt, 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414, hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.